Chiều nay, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, bão số 6, bão Trà My đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mặc dù bão số 6 đã suy yếu nhưng vẫn mang theo rủi ro thiên tai. Dự báo đến hết đêm ngày 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đến chiều nay, bão số 6 đã gây ra 3 sự cố lưới điện, 110 kV, 177 trạm biến áp chưa khôi phục, một số khu vực còn mất điện. Toàn thành phố có 51 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại xã Hòa Vang, huyện Thưa quý vị, tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Thiệt hại là thành phố có 53 nhà bị tốc mái một phần, hơn 900 cây xanh bị ngã đổ và hơn 2 hecta diện tích hoa màu bị thiệt hại. Còn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường thành phố Huế ngập úng, một số cây xanh bị gió quật ngã, đặc biệt vùng biển Thuận An, thành phố Huế có sóng biển dâng cao, gió mạnh nhất cấp 9 vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả cơn bão. Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn hơn 400mm đã gây lũ lụt và có một người mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường bị ngập như đường 30, đường An Sơn, đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ hôm nay đến hết ngày 29 tháng 10, trên các sông thuộc các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Theo đó, các địa phương đã có thông báo cảnh báo các tỉnh thành từ Quảng Trị tới Quảng Nam sẽ có sóng lớn và nước dâng do bão. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Cảnh báo lũ trên các sông và ngập lụt sẽ làm hư hỏng các công trình trên sông, có khả năng ảnh hưởng đến các hồ, ao, nuôi trồng thủy sản, diện tích hoa màu, giao thông, môi trường và các công trình đang thi công, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức lực lượng ứng trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là việc đi lại khi có bão lũ qua khu vực nguy cơ cao, sạt lở, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là những khu vực có khả năng bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa, có đồng bào dân tộc sinh sống. Tại tỉnh Quảng Bình, đỉnh lũ trên sông Danh ở mức báo động 1 đến báo động 2, trên sông Kiến Giang ở mức báo động 2 đến báo động 3. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10 vừa qua, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công một phương tiện gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 26 tháng 10, nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Na, quê quán ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, là chủ phương tiện mang số hiệu ST98181TS do anh Phan Văn Nhanh, sinh năm 1979, quê quán xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 12 thuyền viên bị mắc cạn trên biển dẫn đến gãy bánh lái cách cảng cá Trần Đề 18 hải lý. Ngay lập tức, Hải đội 2 Biên phòng Sóc Trăng đã điều động phương tiện với lực lượng gồm 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ trên biển. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, tàu của Hải đội 2 Biên phòng Sóc Trăng đã tiếp cận được phương tiện bị nạn, triển khai phương án cứu nạn, tiến hành lai kéo phương tiện ST98181TS cùng các thuyền viên vào bờ. Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, phương tiện này đã được cán bộ chiến sĩ tàu BP180401 lai kéo phương tiện vào cảng an toàn và làm các thủ tục bàn giao cho chủ phương tiện. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2024, tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 3, tỉnh Hưng Yên, diễn ra triển lãm các sản phẩm ô cốp xuất khẩu. Theo dự kiến, triển lãm sẽ có quy mô hơn 250 gian hàng dành cho hơn 150 doanh nghiệp có sản phẩm ô cốp. Chương trình mỗi xã một sản phẩm, 3 sao, 4 sao, 5 sao, trưng bày và quảng bá sản phẩm. Mục đích của triển lãm nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực và sản phẩm ô cốp có lợi thế của quốc gia và mạng lưới phân phối nước ngoài, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Triển lãm cũng nhằm giới thiệu và tạo kết nối giữa các chủ thể ô cốp và các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các cơ quan đại diện và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua đó, quảng bá sâu rộng tới các kênh phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế về Việt Nam,
nguồn cung phong phú và đa dạng những sản phẩm OCOP chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhu cầu và yêu cầu của các kênh phân phối trên thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kèm theo quyết định này 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó, có 3 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gồm đề xuất hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo luật đầu tư công, quyết định hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo luật đầu tư công, quyết định hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, có 2 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thưa quý vị, tại nhiều nước trên thế giới, việc mở bán các dịch vụ thiết yếu ở nhà ga như ăn uống, mua sắm đã trở nên phổ biến nhiều năm nay, góp phần thu hút đông đảo người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng. Nhưng đến nay, chưa một nhà ga nào trên cả 2 tuyến đường sắt tại tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn ga Hà Nội có các dịch vụ tối thiểu này. Thời gian qua, nhiều hành khách cũng bày tỏ mong muốn được cung cấp các dịch vụ thiết yếu này để việc di chuyển trở nên tiện lợi hơn. Cũng như nhiều hành khách khác, Việt Phú lựa chọn đường sắt trên cao thay vì các loại hình khác là vì sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Vậy nên việc phải đi thêm một quãng đường khác để mua đồ ăn, nước uống khiến những hành khách như Phú cảm thấy e ngại. Cũng có nhiều bất cập khi mà đi tàu trên cao này, ví dụ như kiểu là không kịp mua đồ ăn, thức uống vào buổi sáng. Thì bên dưới thì cũng có những hàng bán nhưng mà nó cũng chưa đa dạng. Mình nghĩ là nên thêm những cái như máy bán tự động. Có lẽ cần phải bổ sung thêm để cho nó hoàn thiện thêm cái chuyến đi ấy. Nó rất là kiểu cái tiện ích ấy. Chẳng hạn như là các cái dịch vụ trên tàu này nè, nếu mà cháu có cái quán cái ga nó có một chút về kiểu như là ăn uống nước cái thứ đấy. Nhiều chuyên gia cũng nhận định việc mở kinh doanh các loại hình dịch vụ này sẽ giúp thu hút đông đảo người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông đáng kể. Tuy nhiên, việc triển khai loại hình dịch vụ này ở Việt Nam còn gặp một số khó khăn, bởi về mặt cơ chế, phía công ty chủ quản không được phép sử dụng diện tích thuộc tài sản nhà nước để kinh doanh các loại hình ngoài vận tải. Đơn vị quản lý đường sắt cụ thể ở đây là công ty Hà Nội Metro. Không phải là không biết, nhưng mà vì vướng cơ chế cho nên người ta rất là khó có thể thực hiện được cái hoạt động kinh doanh này. Thế thì giả sử như chúng ta có những cái kiosk bán hàng, những máy bán nước, bán bánh tự động ở trên sân ga, nếu mà giải quyết được cái vấn đề về cơ chế là cho phép sử dụng những cái phần diện tích đó để thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài vận tải, thì chúng ta có thể bán thì vẫn bán, nhưng mà chỉ những khách xuống tàu rồi thì người ta mới mua và để đi ra khỏi nhà ga. Rõ ràng, khi các nhà ga có dịch vụ thiết yếu, hiện tượng buôn bán hàng rong xung quanh cũng sẽ tự giảm thiểu, góp phần giữ gìn trật tự và văn minh đô thị. Thời gian tới, các đơn vị quản lý cần có sự xem xét nghiêm túc nguyện vọng này để thu hút nhiều hơn nữa hành khách tham gia sử dụng đường sắt trên cao, giảm thiểu ùn tắc, phát huy tối đa tiềm năng của các tuyến đường sắt trên cao. Thưa quý vị, Iran hôm nay cho biết nước này sẽ có phản ứng thích đáng sau cuộc tấn công của Israel hôm 26 tháng 10. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 27 tháng 10 tuyên bố giới chức nước này sẽ xác định cách thức thể hiện sức mạnh của Tehran sau các cuộc tấn công của Israel. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Khamenei nêu rõ cách thức thể hiện sẽ do các quan chức Iran quyết định và những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước sẽ được thực hiện. Ông Khamenei cho biết không nên đánh giá quá thấp hay phóng đại các cuộc tấn công của Israel, đồng thời coi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu tại 3 tỉnh của Iran là một tính toán sai lầm. Bộ trưởng Tham mưu lực lượng vũ trang Iran khẳng định nước này có quyền đáp trả hợp pháp và chính đáng đối với cuộc tấn công của Israel. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf ngày 27 tháng 10
cũng đưa ra tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ với các cuộc tập kích của Israel vào Iran sáng sớm ngày 26 tháng 10, song không nêu rõ biện pháp đáp trả. Nhiều quốc gia đã lên án gay gắt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực. Các nước cũng kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm và kiềm chế tối đa để bảo vệ an ninh và hòa bình khu vực. Quân đội Nga hôm nay tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng ở Donetsk, miền đông Ukraine, và được đánh giá có bước tiến gần các thành phố tiền tuyến quan trọng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 10 cho hay, các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần đây đã giành quyền kiểm soát làng Izmailovka ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, cánh quân trung tâm còn tấn công các vị trí của lữ đoàn tấn công trên không số 95, lữ đoàn cơ giới số 114, lữ đoàn di động số 46 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 109 và 122 tại một số khu vực ở Donetsk. Các blogger Nga và Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân tại một số thị trấn ở Donbass và gần đạt được mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk. Quân đội Ukraine tới nay chưa bình luận về những thông tin được phía Nga công bố. Ở mặt trận Kursk, các lực lượng thuộc cánh quân phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk trong một ngày. Đối phương chịu 60 thương vong. Truyền thông Philippines ngày 27 tháng 10 đưa tin 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Brunei, Malaysia và Indonesia đang hỗ trợ Philippines khắc phục thiệt hại sau bão Chami, có tên địa phương là Christine. Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này xác nhận 4 quốc gia Đông Nam Á đang điều máy bay vận tải để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Philippines. Các máy bay này sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Chami. Theo số liệu của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, tính đến sáng 27 tháng 10, số người thiệt mạng do bão Chami đã tăng lên 90, trong khi ít nhất 36 người vẫn mất tích do bị lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp trong các vụ sạt lở. Philippines đã phải tiếp tục đón bão mới Leon sau khi bão Chami quét qua. Với sự tăng cường nhanh chóng, Leon có thể đạt đến cấp độ bão mạnh vào tối 28 tháng 10 hoặc sáng 29 tháng 10. Leon dự kiến vẫn ở xa đất liền nhưng khu vực cực Bắc Luzon sẽ có mưa lớn. Đặc biệt, cơn bão có thể tiếp tục ảnh hưởng đến luồng gió Tây Nam do bão Chami gây ra, ảnh hưởng đến một số khu vực trong những ngày sắp tới.